là gương mặt khá mới trong làng nhạc Monero, nhưng cái tên Quỳnh Trang đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả với hàng loạt những ca khúc đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, thậm chí có clip đạt gần 12 triệu lượt view trên trang YouTube chỉ sau 4 tháng đăng tải. Sở hữu giọng hát ngọt ngào và mộc mạc, cô gái trẻ Quỳnh Trang đã được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh Thiên thần Monero. Chưa hết, trong các khuôn hình, Quỳnh Trang còn đốn tim khán giả với gương mặt xinh xắn, ánh mắt đượm buồn. Trẻ tuổi và đầy tài năng, Thiên thần Monero Quỳnh Trang nhận được nhiều bình luận có cánh và không thiếu những lời tỏ tình đến từ các thính giả nam. Tuy nhiên, ngoài một số thông tin trên mạng về tên tuổi quê quán, Quỳnh Trang vẫn là một ẩn số khiến cho không ít người tò mò. Mãi đến khi phóng viên hẹn gặp Quỳnh Trang, cô gái trẻ mới lần đầu tiên có dịp tiết lộ những điều thú vị về bản thân. Điều thú vị đầu tiên chính là khác với vẻ trầm lặng trong các MV, ngoài đời em rất năng động và hiện đại. Monero Quỳnh Trang sinh năm 1997 tại Tuy Hòa, Phú Yên, xứ sở của hoa vàng trên cỏ xanh. Ít ai biết được rằng cô gái trẻ có tên thật là Thủy Trang. Khi chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật, do cái tên này trùng với một ca sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc quê hương, nên em và mẹ đã quyết định tìm một cái tên mới. Từ đó nghệ danh Quỳnh Trang ra đời. Sau này khi đi hát và được yêu mến, nhiều người còn đặt cho em nhiều biệt danh khác như Thiên thần Monero, Hot Girl Monero v.v. Hỏi Quỳnh Trang về niềm đam mê dành cho dòng nhạc Monero, giọng ca 20 tuổi chia sẻ chính mẹ là người đã cho em những bài Monero đầu tiên. Từ đó, những giai điệu lãng mạn này đã thấm vào cô lúc nào không hay, ngay từ khi còn rất bé. Được biết, khi còn nhỏ và chưa biết chữ, Quỳnh Trang đã tự tin cầm micro trình diễn trước cả nhà, hát các bài hát mang âm hưởng dân ca và Monero. Sau này, khi lớn lên, giọng hát của hai nữ ca sĩ Như Quỳnh và Phi Nhung cũng đã trở thành nguồn động lực để Quỳnh Trang phấn đấu. Trang chia sẻ, hồi nhỏ em thích hát những bài nào hay, vở hài nào thì em xem đi xem lại cho tới khi nào thuộc mới thôi, rồi em hát và diễn lại cho gia đình xem. Khi lớn lên thì em lại rất nhút nhát, lên sân khấu tham gia văn nghệ ở trường thì rất run. Thú thật em là người thiếu tự tin trước đám đông, nhưng vì quá đam mê và quyết tâm thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh nên phần nào đã cải thiện được nhược điểm này của mình. Một bước ngoặt lớn đã được Quỳnh Trang chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, rơi vào thời điểm thi đại học, băn khoăn giữa hai con đường theo đuổi nghệ thuật và chọn một ngã rẽ hoàn toàn trái ngược. Cuối cùng Quỳnh Trang đã nhận được sự ủng hộ của mẹ thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Nói về quyết định này, Quỳnh Trang tâm sự, em muốn theo học chính quy để vượt qua nỗi sợ hãi đứng trước đám đông. Đây là một nguyên nhân khiến cho em có đủ khả năng âm nhạc, nhưng hiếm khi thấy mạnh dạn tham gia văn nghệ của trường. Cũng nhờ quá trình học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh mà em có thêm kinh nghiệm diễn xuất, nhập vai dễ dàng hơn với những ca khúc nhạc tình dù chưa bao giờ yêu. Bước ngoặt thứ hai, vào thời điểm khi đang học kỳ 2 năm nhất thì bà ngoại của Quỳnh Trang bị bệnh nặng. Tâm nguyện của bà ngoại là muốn thấy em đứng trên sân khấu nên Quỳnh Trang đã quyết định quay MV Tình mẹ sáng tác của Ngọc Sơn rồi đăng lên YouTube để ngoại ở quê có thể xem hàng ngày. Không ngờ MV này được đăng tải lên YouTube, được rất nhiều khán giả yêu thích và chia sẻ. Đó chính là cơ duyên đưa Quỳnh Trang đến với ca hát. Điện ảnh đến với ca hát năm 2016, Quỳnh Trang lấy hết can đảm để đăng ký tham gia chương trình ca nhạc Ban nhạc quyền năng của đài truyền hình Vĩnh Long. Tại đây Quỳnh Trang đã dừng chân ở top 8, dù không được giải cao nhưng cô bé đã may mắn lọt vào mắt xanh của ca sĩ Phi Nhung và được ca sĩ năm 17 tuổi nhận làm con nuôi. Nói về niềm hạnh phúc này, Quỳnh Trang chia sẻ, mẹ Phi Nhung thường chỉ nhận những em có hoàn cảnh khó khăn nên em nghĩ mình đã hết cơ hội rồi.
Nhưng sau khi dừng chân tại chương trình, mẹ Phá Lệ nhận em làm con nuôi. Khi nghe mẹ chia sẻ điều này, em bật khóc nức nở vì quá hạnh phúc. Thời bấy giờ, Quỳnh Trang còn có nhiều nhược điểm trong cách hát và làm chủ trên sân khấu, nhưng được chỉ dạy tận tình của mẹ Nhung, nên giờ đây Quỳnh Trang đã rất tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều, cả trong giọng ca và phong cách biểu diễn. Có lẽ chính vì được đào tạo từ khoa kịch hát của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, nên cách nhập vai trên sân khấu đã được Quỳnh Trang thể hiện rất mượt mà. Tùy theo từng nội dung của bài hát, nếu ai đó gặp Quỳnh Trang ở ngoài đời sẽ thấy nét ngây thơ nhí nhảnh hồn nhiên của em rất khác với vẻ giản dị của vai diễn trong các vở bài nhạc tình buồn như Tình Ngăn Đôi Dòng, Làm Dâu Xứ Lạ, Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, Đôi Mắt Người Xưa, Éo Le Cuộc Tình, Đừng Nhắc Chuyện Lòng, vân vân. Chung nhà với Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Huỳnh Trang, tự hào khi được học hỏi thêm về cách hát, cách biểu diễn và cả những bài học trong cuộc sống. Quỳnh Trang nói, mẹ Nhung là một người rất có tâm với nghề và cả với những người xung quanh. Theo mẹ, em học hỏi được mình không ganh đua, đố kỵ hay xem thường bất cứ ai. Giọng ca Bonero cũng không ngần ngại chia sẻ, từ khi được mẹ Nhung đỡ đầu, em có rất nhiều show diễn và các xe cũng tăng lên nhiều. Tất cả số tiền Quỳnh Trang kiếm được đều đưa cho mẹ giữa. Phần mình, em thật thà chia sẻ, không xứ bất cứ đường nào. Kể từ khi lên Sài Gòn học tập và ca hát, Quỳnh Trang may mắn được mẹ đồng hành trên mọi nẻo đường, từ đi diễn, quay hình cho đến phỏng vấn. Cùng với em trai, ba mẹ con hiện đang sống khá thoải mái ở quận 10. Hỏi về ba, cô tâm sự ba mẹ chia tay khi em mới lớp 4 vì không thể hòa hợp trong cuộc sống. Tuy lúc đó còn nhỏ, nhưng em đã hiểu và tôn trọng quyết định đó, thậm chí cả hai còn nhanh chóng có tình mới. 4 năm qua, Quỳnh Trang và em trai không liên lạc được với ba và cũng không biết ông hiện đang ở đâu. Theo lời họ hàng nói thì ba có lúc về quê nội ở Tiền Giang, lúc ở Phú Yên. Kể từ đó, liên lạc cũng dần dần mất và không biết nhiều thông tin về ba. Không được gặp ba trong nhiều năm, hỏi Quỳnh Trang có giận vì không nhận được tình cảm đầy đủ. Em nói dù chuyện gì thì ba vẫn là người sinh ra mình nên không bao giờ có suy nghĩ ghét hay thù hận. Thay vào đó, em luôn muốn giữ tình cảm phụ tử. Nổi tiếng nhanh chóng nhưng cuộc sống của Quỳnh Trang không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc em đang tạm bảo lưu việc học để tập trung cho công việc ca hát. Về tương lai, cô gái trẻ xác định rõ mục tiêu cải thiện giọng hát, khả năng biểu diễn và sắm một chiếc xe hơi để phục vụ cho việc đi diễn xa.